Tiểu sử ca sĩ Quang Hà, sự nghiệp và tình yêu của ca sĩ Quang Hà. Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1981. Quang Hà quê tại Hà Nội, hiện anh đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Các album đã phát hành: Con đường thanh thang, Nếu còn trở lại, Bướm. Thân thế và sự nghiệp của Quang Hà. Quang Hà được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và âm nhạc. Bố là nghệ sĩ chơi cello, chị gái chơi piano. Từ nhỏ đã thường xuyên sinh hoạt văn nghệ ở Cung Thiếu Nhi Hà Nội, nhà văn hóa thiếu nhi quận Ba Đình và được thường xuyên tham gia vào các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bắt đầu từ năm 2000 thì Quang Hà bắt đầu chính thức theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh tham gia vào nhiều chương trình của thành phố và các chương trình của Đài Truyền hình thành phố cùng các vùng lân cận ở phía Nam để có đủ chi phí tiếp tục đam mê ca hát của mình. Quang Hà dần dần khẳng định bản thân bằng chất giọng trầm ấm và chiếm được tình cảm yêu thương của khán giả miền Nam, miền Tây. Anh bắt đầu tiến tới con đường ca hát chuyên nghiệp và đang đi lên đỉnh của sự nghiệp. Khi tạo dựng được chút tiếng danh, anh ra mắt album đầu tiên nhưng không được nhiều khán giả theo dõi. Được cho biết do sử dụng nhiều kỹ thuật số vào nhiều bài hát nên không được nhiều người nghe. Từ đó anh nhận ra những thứ cần thay đổi cho mình hướng đi đúng đắn. Quang Hà ra mắt album thứ hai và đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Thay vì sử dụng nhiều kỹ thuật vào bài hát, anh chú trọng vào cảm xúc của người nghe. Từ đó bài hát của anh được nhiều người yêu mến. Thêm một lần nữa, cái tên Quang Hà lại đến gần thêm khán giả. Trong một talk show gần đây, khi Quang Hà là nhân vật chính, anh chia sẻ: thời điểm anh quyết định vào miền Nam tiến sâu hơn trong con đường ca hát thì bên cạnh đó có rất nhiều ca sĩ chọn theo hướng di cư sang nước ngoài sinh sống và hát hải ngoại. Dù vậy, anh vẫn quả quyết với cuộc đời mình sau quyết định lớn đó. Anh không ít lần cảm thấy mệt mỏi và từng có suy nghĩ muốn dừng lại. Có một điều đặc biệt mà ít ai biết rằng, để có được một chỗ đứng trong lòng các khán giả miền Tây như ngày hôm nay, Quang Hà từng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người bạn đồng nghiệp thân thiết, ca sĩ Châu Gia Kiệt, từ việc giới thiệu với các bầu show đi xe chung. Sau gần 20 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, giờ đây Quang Hà đã có một chỗ đứng vững chắc trong showbiz cùng gia tài nghệ thuật đồ sộ. Cuộc sống của chàng ca sĩ gốc Hà Nội ngày nào cũng đã thoải mái và xa hoa. Đây chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và nhiều năm lăn lộn theo đuổi đam mê ca hát mà chàng ca sĩ sinh năm 1981 xứng đáng được nhận. Tình yêu của Quang Hà là ai? Hoạt động mạnh trong lĩnh vực âm nhạc, tuy nhiên đời sống tình cảm của ca sĩ Quang Hà rất kín tiếng. Công chúng từng biết đến câu chuyện tình yêu của Quang Hà với bạn gái Thu Hà 4 năm. Tuy nhiên sau đó họ đã chia tay trong im lặng và để lại sự tiếc nuối cho khán giả. Ngoài ra anh thường xuyên du lịch nước Pháp, anh tìm được hướng dẫn viên cho mình đó là Trinh Phạm. Và cô gái này được cho là bạn gái tin đồn của Quang Hà khi anh du ngoạn trời Tây. Nhắc đến chuyện tình cảm, Quang Hà tâm sự: đến với ai, anh cũng xác định quan hệ lâu dài và nghiêm túc, nhưng chỉ là duyên phận chưa đến. Mới đây có nhiều thông tin anh có người mới. Quang Hà từ chối tiết lộ cụ thể về một nửa hiện tại. Hai người cần có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Vả lại, sau nhiều lần vấp ngã, anh nghĩ mình cần giữ kín sẽ tốt hơn. Quang Hà bày tỏ, quan điểm sống của anh là vui vẻ và lạc quan. Có vậy mới giữ được sự trẻ trung và tươi mới mỗi khi xuất hiện trước mọi người. Cũng chính vì quan điểm này nên cách đây vài năm anh bị lừa mất một khoản tiền lớn, nhưng không để bản thân rơi vào buồn chán hay suy sụp mà quyết định đón nhận điều không may đó và giải quyết một cách thật bình tĩnh. Gia tài của ca sĩ Quang Hà. Tiết lộ về tiền cát xê đi diễn, Quang Hà thẳng thắn chia sẻ thật lòng số tiền của anh có thể không bằng các ca sĩ trẻ hiện tại.
nhưng luôn giữ được ổn định. Nếu ở trong nước thì khoảng 70 đến 150 triệu một show diễn và ngoài nước rơi vào khoảng 5.000 đến 6.000 đô trong một show diễn. Nghĩ lại quá khứ khó khăn, anh tâm sự. Hiện tại thì quá đủ, chỉ mong ước được hát cho khán giả nghe là được. Lúc mới chạy show mỗi tối, anh hát đến vài chục bài, hát đến đau cả họng nhưng vẫn rất say sưa. Cũng nhờ hát nhiều và hát đủ các thể loại mà anh tích lũy được cho mình vốn ca khúc khá khá và bản lĩnh trình diễn tự tin trên sân khấu. Sau này khi đã thành danh và có chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt, anh vẫn miệt mài cày khắp các sân khấu lớn nhỏ trong nước lẫn nước ngoài. Tiền kiếm được từ việc đi hát, anh lại tích góp, dồn vào đầu tư kinh doanh đất đai và làm nhiều việc khác. Gọi là kinh doanh nhưng Quang Hà thừa nhận anh không giỏi tính toán. Mọi việc đều do một tay anh trai và cũng là quản lý của mình, Quang Cường, lo toan. Ngoài ra anh còn lấn sân sang đầu tư bất động sản. Trong một chương trình, anh tiết lộ rằng mình sở hữu 13 bất động sản tại Sài Gòn và vừa tậu một biệt thự 16 tỷ ngoài Hà Nội vào năm 2018. Tất cả đều do quản lý của anh tư vấn và ủng hộ nhiệt tình. Ngoài ra, anh còn thích tậu những chiếc xe sang, nhưng vẫn rất giản dị, đều đi diễn bằng xe ôm. Chính vì sở hữu khối tài sản khủng này mà thông tin về mức các xe của Quang Hà được mọi người quan tâm. Năm 2015, tin đồn Quang Hà ký hợp đồng biểu diễn 10 bài hát cho một đám cưới ở Thái Bình với mức cát xê lên đến 450 triệu đồng, nhận được sự quan tâm của khán giả. Tháng 3 năm 2019, trong sự kiện ra mắt chương trình 60 phút rực rỡ, nam ca sĩ xác nhận thông tin này. Anh nói, có thể với nhiều nghệ sĩ khác, đó không phải là con số lớn, nhưng đối với tôi, đó là mức cát xê cao nhất từ trước đến nay. Anh cho biết thêm, ban đầu tôi và quản lý nói lên con số khủng với mục đích từ chối khéo, vì tôi không hát tiệc cưới, tiệc ăn uống. Đặc biệt hơn nữa, buổi tiệc này được tổ chức tại Thái Bình, nên tôi nghĩ là sẽ không có người nào chấp nhận trả mức cát xê cao như vậy. Nhưng không ngờ là người ta lại mang tiền đến tận sân khấu để đặt cọc. Lúc đó mình mới biết cá đã nằm trên thớt. Đồng thời, giọng ca ngỡ tiết lộ bên cạnh mức cát xê khủng, anh còn được tặng thêm 2.000 đô la Mỹ sau khi kết thúc biểu diễn.